Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi lại xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe MPV 7 chỗ ngồi nhập khẩu nguyên chiếc quý vị các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Mitsubishi Xpander. Chiếc xe được sản xuất năm 2022, đăng ký tên tư nhân và chiếc xe đã lăn bánh được hơn 5 vạn km rồi. Phiên bản này là phiên bản số tự động quý vị các bạn nhé. Và chiếc xe này thì chúng tôi cam kết với quý vị các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc tất cả còn nguyên bản, còn bảo hành tại hãng luôn quý vị các bạn nhé. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 555 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị và các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý vị và các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Mitsubishi Xpander 2022 số tự động này, hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 318-320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Hiện tại cửa hàng chúng tôi đang có mấy chiếc xe Xpander các bạn ạ, kể cả có cả phiên bản số tự động, phiên bản số sàn và đời 2019 luôn này. Chiếc xe kia là màu cà phê tôi quay hôm trước rồi đấy ạ. Chiếc kia là màu cà phê sản xuất năm 2019 các bạn nhé, 489 triệu đồng. Và chiếc xe này là 2022 phiên bản số tự động, chúng tôi đang bán với giá là 555 triệu đồng các bạn ạ. Đấy, form này rất là đẹp rồi các bạn này. Đèn LED này, nhìn phần đầu rất là hầm hố các bạn nhá. Dàn lốp cũng còn rất là dày, rất là đẹp luôn. Gương chiếu hậu gập điện, tích hợp xi nhan trên gương. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì nhá. Ở cái phân khúc xe MPV 7 chỗ ngồi thì những chiếc xe Mitsubishi hiện nay đang rất là hot bạn nhá, đang bán rất tốt trên thị trường Việt Nam. Bởi sao đây ạ? Bởi vì cái mức tiêu thụ nhiên liệu rất là tiết kiệm bạn nhá. Đây là cái mức tiêu thụ nhiên liệu mà nhà sản xuất công bố đấy ạ. Chỉ 6,2 lít cho 100 km quãng đường ngoài đô thị, tức là chạy đường trường đấy ạ. Nếu trong đô thị thì 8,6 lít, còn nếu như chạy kết hợp trung bình ấy, tính trung bình chỉ có 7,1 lít cho 100 km quãng đường kết hợp thôi. Đấy, cho nên là rất nhiều người mua những chiếc xe này để chạy dịch vụ đấy ạ, chạy gia đình, chạy dịch vụ, nó rất là hiệu quả. 7 chỗ ngồi mà lại tiết kiệm nhiên liệu, giá thành thì lại rẻ, cho nên là thu hồi vốn nhanh các bạn nhé. Phiên bản này là phiên bản số tự động màu bạc, rất là đẹp đây các bạn này. Nhìn về cái phần đằng sau của xe cũng rất là hầm hố, rất là đẹp các bạn nhé. Đấy, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu. Bây giờ thì tôi sẽ giới thiệu chi tiết cho quý vị các bạn về chiếc xe Mitsubishi Xpander này. Đấy, dàn lốp rất đẹp luôn, la răng đúc rồi các bạn nhé. Đấy, dàn lốp rất dày luôn này. Và bên ngoài thì chưa có xước sát gì cả các bạn nhé. Ở cái phiên bản số tự động thì xe cũng đã được trang bị là khóa thông minh, bấm tay để mở cửa, bấm tay kể cả bên lái và bên phụ đều được bấm tay để mở cửa luôn này. Gương chiếu hậu gập điện, tích hợp xi nhan trên gương. Đây là cái phần sườn bên phụ bạn nhá, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu, tất cả còn rất là đẹp này. Cụm đèn pha này, đấy, chưa có xước sát gì cả này. Phía bên dưới là cụm đèn gầm, mặt ca lăng, lưới tản nhiệt đều rất là đẹp luôn các bạn ạ. Và sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất cũng như là phần keo chỉ bên trong của chiếc xe. Đây là cái cánh cửa phía trước bên lái các bạn nhé. Tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên lái này. Toàn bộ keo chỉ còn nguyên bản này. Đấy, táp đi cánh cửa này. Vô lăng, phiên bản này là phiên bản thường các bạn ạ. Ở Xpander thì nó có phiên bản thường này và phiên bản Premium, và phiên bản cao cấp nhất là phiên bản Cross mà hôm trước tôi giới thiệu cái màu đen là phiên bản cao cấp nhất ấy, phiên bản Cross các bạn ạ. Chiếc xe này thì đã lăn bánh được hơn 5 vạn km rồi các bạn này. Xe cũng đã được trang bị màn hình. Đấy, rất đẹp luôn, khóa thông minh, bấm tay đè nổ này, vô lăng cần số tay phanh đều rất đẹp, rất mới như này. Đây, trần thì cũng đã được chủ xe bọc ni lông rồi này. Đấy, rất đẹp, nội thất rất đẹp luôn các bạn nhá. Ở cái phiên bản này là nguyên bản chỉ có ghế nỉ thôi, và chiếc xe này thì cũng đã được trang bị lên là nội thất là ghế da rồi, trải sàn da luôn các bạn này. Đấy, đã có trải sàn da luôn rồi các bạn nhá, rất đẹp luôn. Bây giờ thì tôi sẽ giới thiệu đây, cái bậc cửa này cũng đã được chủ xe ốp inox rồi. Và đây là cái táp bi cánh cửa phía sau bên lái đây, keo chỉ còn nguyên bản này. Táp bi cánh cửa này, nội thất bên trong đều rất là đẹp luôn các bạn nhé.
lại nội thất bên trong này đều rất đẹp luôn này, nội thất rất mới. Và đây là cái phần cốp sau, tôi sẽ mở cái cốp sau này lên đấy, tất cả từ những keo chỉ này, ốc cốp sau này còn nguyên bản hết này, chưa có bị đâm, chưa có bị va gì đâu bạn nhá, tất cả là còn nguyên bản hết này đấy. Và đằng sau bạn xem đây ạ, cái xe này thì cũng đã được chủ xe bọc ni lông trần rồi, cho nên là trần rất đẹp luôn đấy. Bây giờ là chúng ta không muốn thì chúng ta có thể bóc cái ni lông trần này ra, là trần nỉ rất đẹp luôn đấy ạ. Đấy, nội thất ghế da đằng sau này cũng rất là mới này, phiên bản này là 7 chỗ rồi, 3 hàng ghế trước 2 người, hàng ghế sau 3 người, hàng ghế sau cùng này 2 người nữa là 7 người. Đấy, hộp đồ nghề này, kích các thứ đây đều ở trong đây, lốp sư cua dưới gầm các bạn nha, lốp sư cua cũng còn rất đẹp luôn này. Đấy, tất cả đều rất đẹp và rất mới đây các bạn nhé. Cụm đèn hậu cũng là cụm đèn LED rồi, toàn bộ hệ thống đèn là LED nhé. Tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem toàn bộ từ keo chỉ này, tắp đi cánh cửa này, từ bậc cửa này, ghế này đều rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Phải nói là một chiếc xe rất là đẹp, cơ bản là đời cao, sản xuất năm 2022, tính ra thì mới sử dụng được 2 năm thôi, mỗi một năm chạy hơn 2 vạn km đấy. Rất là đẹp đây, từ keo chỉ cánh cửa này còn nguyên bản này, tắp bi cánh cửa này, tắp bi tắp lô, vô lăng cần số, tay phanh đều rất là đẹp luôn các bạn nhé. Đấy, bậc cửa thì cũng đã được chủ xe ốp inox để chống xước rồi, thảm trải sàn đều rất mới luôn đấy ạ. Đấy, tất cả đều rất là mới, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Màn hình camera lùi, camera hành trình đủ rồi. Cái xe này thì quý vị các bạn mua về thì cũng chỉ việc đổ xăng vào và chạy thôi, sang tên xong đổ xăng là chạy thôi bạn nhé. Còn bây giờ phải thủ tục sang tên, bấm biển mới. Toàn bộ về phần ngoại thất và nội thất đều rất là đẹp rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần động cơ của chiếc xe các bạn nhé. Mitsubishi cũng đã trang bị cho chiếc Xpander 2022 này là một cái khối động cơ xăng với dung tích 1.5 lít. Đấy, 1.5 lít và cái động cơ này là còn nguyên bản, tất cả còn nguyên bản này. Từ ốc chân máy này cho đến ốc mặt máy, các thứ này đều còn nguyên bản hết luôn các bạn ạ. Tất cả những con ốc ở trong khoang động cơ này là tôi cam kết với quý vị bạn là còn nguyên bản luôn các bạn nhé. Đấy, từ ốc cabo này, keo chỉ cabo này, keo chỉ cabo còn nguyên zin hết luôn. Đấy, ốc cabo nguyên zin hết luôn các bạn này. Tất cả trong khoang động cơ này chúng tôi cũng đã dọn dẹp sạch sẽ đi rồi, nhưng nó còn nguyên bản luôn các bạn nhé. Số khung, số máy, các thứ đây, số khung ở trong xe còn số máy đây, rất nét, rất là rõ luôn các bạn này, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Một chiếc xe 2022, 2 năm sử dụng, lăn bánh hơn 5 vạn km, rất là mới, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về chiếc xe Mitsubishi Xpander sản xuất năm 2022, phiên bản số tự động, lăn bánh hơn 5 vạn km rồi. Chiếc xe này thì còn bảo hành tại hãng và chúng tôi cam kết thêm với quý vị và các bạn là chiếc xe không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc nguyên bản, tất cả còn nguyên bản. Và chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 555 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm. Với lãi suất rất ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Mitsubishi Xpander này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ gà chúng tôi số 318-320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Đấy, số điện thoại của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 đấy ạ. Đấy, quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Trăm người bán, vạn người mua, hơn thua nhau là ở cái chất lượng. Những sản phẩm tốt thì không bao giờ có giá rẻ, những sản phẩm giá rẻ thì chưa chắc đã tốt. Vừa rẻ mà lại vừa tốt thì không bao giờ có đâu nha mọi người. Quý vị và các bạn nào mà muốn mua được sản phẩm tốt thì đừng vội quan tâm đến giá cả, mà hãy quan tâm đến chất lượng của sản phẩm đó như thế nào đã. Một điều đặc biệt là khoa học đã chứng minh, những người thường hát một mình trong nhà vệ sinh
thì là những người rất là vui vẻ và yêu đời. Những người đang xem video mà like video, đăng ký kênh là những người rất là thông minh. Vì vậy mà quý vị và các bạn đang theo dõi video thì xin hãy like video, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Thank you.